Chào mừng bạn đến với cộng đồng Wish. Bạn đang theo dõi video về sự phát triển của em bé trong bụng mẹ từ tuần 10 đến tuần 14. Video được biên dịch từ babycenter.com. Tại tuần thứ 10, với kích thước chỉ bằng một quả quất, em bé của bạn đang bước vào giai đoạn thai nhi của quá trình phát triển. Những nét đặc trưng trên khuôn mặt của bé được định rõ và chuỗi răng của bé đang được hình thành. Trong những tuần tiếp theo, các mô và cơ quan của bé sẽ nhanh chóng phát triển và trưởng thành. Màng đã biến mất giữa các ngón tay và ngón chân của bé. Móng tay và dấu vân tay của bé đang phát triển. Em bé của bạn có thể nắm mở ngón tay và uốn cong ngón chân của mình. Nhờ sự phát triển của cơ và các phản xạ, bây giờ bé đã có thể di chuyển tay chân của mình và đá lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu đây là đứa con đầu lòng của bạn, bạn có thể sẽ không cảm nhận cử động của bé cho đến khoảng tuần thứ 18 đến 20. Qua làn da trong mờ, các cơ quan quan trọng của bé có thể được nhìn thấy và đang hoạt động, bao gồm cả bộ não đang phát triển của bé, hệ thống thần kinh, ruột và gan, cơ quan tạo ra các hồng cầu để thay thế cho túi não hoàng đang dần biến mất. Dây rốn đang làm việc chăm chỉ, một tĩnh mạch cung cấp oxy và máu giàu dinh dưỡng cho em bé của bạn, hai động mạch sau đó mang máu đi ra. Khoảng tuần thứ 12, thận đã bắt đầu sản xuất nước tiểu. Em bé của bạn sẽ sớm bài tiết nước tiểu vào trong nước ối. Bé sẽ nuốt chất lỏng này và chu trình được lặp lại. Tuần 14, mắt và tai của bé đã di chuyển vào đúng vị trí và bé có thể nheo mắt, cau mày, nhăn mặt. Bạn đã bắt đầu đến tam cá nguyệt thứ 2 của thai kỳ. Nhiều phụ nữ nói đây là thời kỳ họ cảm thấy tốt nhất. Chúc bạn luôn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc trong giai đoạn này.